chào quý khách hàng trở lại với kênh video trực tiếp giới thiệu tại công ty đồ gỗ mỹ nghệ Sơn Đông. Hôm nay ngày 8 tháng 6 năm 2019 trở lại với kênh YouTube mới của chúng ta bằng việc thay đổi một bộ sản phẩm cực kỳ đẳng cấp, được làm hoàn toàn từ 100% gỗ đỏ tự nhiên cao cấp. Bộ sản phẩm có thiết kế hoàng gia, sang trọng và đẳng cấp, sẽ thể hiện đúng thần thái mà người sở hữu muốn thể hiện cho gia đình mình. Và không để mất nhiều thời gian của khách, chúng ta sẽ trải nghiệm trực tiếp về 10 chi tiết món của bộ hoàng gia tay công với mức giá là 76.900.000 đồng mình nhé. Kính thưa quý khách, nếu gia đình bạn theo một style vintage truyền thống hay là gia đình bạn đang yêu những mẫu sản phẩm nội thất với thiết kế kiểu hoàng gia cổ điển thì bộ sản phẩm mang tên Hoàng gia 10 món ngày hôm nay sẽ đáp ứng mọi yêu cầu cho quý khách, kể cả những quý khách hàng khó tính. Và đầu tiên chúng ta sẽ trải nghiệm trực tiếp trên chi tiết được xem là anh cả của một bộ sản phẩm, đó chính là chiếc đỏn dài. Hiện tại Quyên đang có mặt tại chiếc đỏn dài của bộ sản phẩm với phần trương cổ đỏn được đục chạm hình ảnh hoa lá tây rất chi tiết và châu Âu. Lưng tựa được chúng tôi thiết kế với dạng nguyên miếng và được làm từ chất liệu nguồn nguyên liệu gỗ đỏ tự nhiên cao cấp. Ở những video trước đó, chúng tôi luôn đề cập về dòng gỗ tự nhiên này. Đây được xem là dòng gỗ không hề mới mọt và công quên qua nhiều năm sử dụng. Phần lưng tựa được chúng tôi thiết kế với dạng liền miếng và được đục chạm hình ảnh những bông hoa nhỏ rất ấn tượng và đẹp mắt. Việc gia đình chúng ta có thể đặt những bộ sản phẩm với thiết kế của khoảng đỏn dài rộng rãi như thế này có thể tiếp những người thân sau những giờ làm việc vất vả, trải nghiệm mình mang hơi hướng của gỗ, đó chính là một phong cách thời thượng mà mọi nhà đang luôn hướng tới. Bộ sản phẩm với thiết kế đỏn dài được thiết kế với dạng liền tấm rất đẹp mắt và được chúng tôi lựa chọn với những mặt phân gỗ ấn tượng. Một điều đặc biệt mà gỗ đỏ luôn mang lại trên mọi bộ sản phẩm chúng ta cần phải kể đến, đó chính là màu sắc. Màu nâu trầm, hài hòa và ấm áp của nguyên liệu gỗ đỏ sẽ mang một hơi thở mới dành cho phòng khách của mọi nhà. Với phần dạ, như quý khách đang được nhìn thấy trên video, được chúng tôi chạm những hoa văn rất đơn giản và thanh thoát. Tuy nhiên, sự đẳng cấp thời thượng mà bộ sản phẩm vẫn luôn toát ra không hề thua kém bất cứ dòng sản phẩm nào cả. Và chúng ta sẽ nhìn ngay một điểm đặc biệt của bộ sản phẩm mà chúng tôi muốn giới thiệu cho quý khách trên video này, đó chính là được thiết kế với phần tay. Phần tay của bộ sản phẩm được thiết kế rất ấn tượng. Nếu gia đình bạn đang muốn thể hiện một sự sáng tạo trong nội thất phong cách, hãy chọn ngay bộ sản phẩm này. Chúng tôi xin cam kết về độ gỗ, chất liệu, độ thẩm mỹ sẽ làm hài lòng tất cả những quý khách hàng khó tính. Và chúng ta sẽ kết nối video một lần nữa để chúng ta xem chi tiết thứ hai mà Quyên muốn giới thiệu cho quý khách là gì nhé. Và hiện tại Quyên đang có mặt tại trái tim của bộ bàn ghế phòng khách, đó chính là chiếc bàn trung tâm. Bàn được thiết kế với mặt liền tấm rất ấn tượng. Vẫn như những dòng sản phẩm trước, vẫn được chúng tôi phủ một lớp kiến dày 8 ly nhằm hạn chế vị trị xước cũng như vẫn giữ được độ thẩm mỹ tối đa cho bộ sản phẩm. Chiếc bàn này được chúng tôi thiết kế với khoảng không gian khá là rộng rãi để quý khách có thể quây quần sau những giờ làm việc vất vả. Còn một chi tiết khá là đáng yêu của chiếc bàn trung tâm này, chúng ta hãy cùng nhìn lên video nhé. Đó chính là phần học tủ, được chúng tôi thiết kế với dạng hai học rất rộng rãi để hỗ trợ cho quý khách trong việc đựng những vật dụng nhỏ dành cho phòng khách của gia đình mình. Và hãy mời quý khách cùng chúng tôi chiêm ngưỡng được những đường vân cũng như màu sắc của chiếc bàn trung tâm mà Quyên muốn giới thiệu trên video thứ hai này nhé. Quyên đang có mặt 1/4 chiếc ghế đơn của bộ sản phẩm. Như quý khách đang trải nghiệm cùng Quyên, đó chính là phần trương vẫn được chạm hình ảnh hoa lan tây rất châu Âu và cổ điển. Lưng tựa dày dặn và chắc chắn, được thiết kế với những bông hoa nhỏ đem đến một sự thanh thoát mềm mại cho bộ sản phẩm. Vẫn là chi tiết đặc biệt này, đó chính là phần tay được chúng tôi thiết kế với dạng cong. Quý khách có thể cảm nhận được tâm huyết và niềm yêu nghề của các nghệ nhân Sơn Đông của chúng tôi qua từng hơi thở của bộ sản phẩm. Mặt ghế vẫn được thiết kế với dạng liền tấm, đi kèm với phần dạ cũng như phần chân vẫn được thiết kế theo khuôn khổ là chạm hổ phù và chạm hoa văn, đem đến một cái nhìn đầy thanh thoát và tinh tế. Hiện tại Quyên đang trải nghiệm với khoảng không gian rất rộng rãi, chúng tôi luôn lấy những thông số kỹ thuật đẹp, bên cạnh đó còn tạo cho quý khách được sự trải nghiệm và thoải mái nhất khi có thể ngồi trên một bộ sản phẩm mang tên là nội thất Sơn Đông. Và bây giờ không để mất nhiều thời gian của khách, xin mời quý khách hướng lên màn ảnh, chúng ta chiêm ngưỡng một lần nữa về 4 chiếc ghế đơn của bộ sản phẩm này nhé.
thưa quý khách. Còn chần chờ gì hơn nữa mà hãy đến ngay tất cả các cửa hàng chi nhánh Sơn Đông trên toàn quốc của chúng tôi để sở hữu bộ sản phẩm hàng da 10 món được làm hoàn toàn từ 100% nguyên liệu gỗ đỏ tự nhiên cao cấp, đang có mức giá bày bán tại Sơn Đông là 76.900.000 đồng. Hoặc khi tại nhà, quý khách hãy truy cập vào website noithotsondong.com hoặc bấm máy và gọi nhanh tay cho Quyên qua số điện thoại 0914 178 145 để Quyên có thể tư vấn về những dòng sản phẩm phù hợp với mọi nhà cũng như phù hợp về nguyên liệu và cả kích thước màu sắc. Hãy đến ngay Sơn Đông của chúng tôi để lựa chọn làm ngôi nhà chung nội thất của gia đình. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý khách đã theo dõi video trực tiếp ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý khách ở những video lần sau. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.